Năm 2023 dự kiến lỗ 63.620 tỷ, dù từ tháng 5 2023 giá bán điện bình quân tăng 3%. Tổng lỗ sản xuất điện 3 năm 2021-2023 dự kiến khoảng hơn 100.000 tỷ. Năm 2022, tổng vốn đầu tư công không được sử dụng là gần 130.000 tỷ. Nếu sử dụng phần ngân sách này đã được Quốc hội phê duyệt nhưng không được sử dụng để cắt lỗ do phương pháp điều tiết giá của nhà nước gây ra, thì tập đoàn điện lực sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới.